Bệnh tiểu đường hay còn biết là đái tháo đường là khi cơ thể gặp vấn đề vận chuyển đường glucose từ máu vào các tế bào của bạn. Nói một cách khác, đây là tình trạng glucose trong máu cao, hyperglycemia, nhưng bên trong tế bào lại không đủ glucose. Lưu ý là tế bào cần đường glucose làm nguồn năng lượng glucose, nếu không vào được bên trong, như thế tế bào sẽ đói năng lượng, mặc dù đường glucose thì ở ngay trước ngưỡng cửa. Nói chung, cơ thể điều chỉnh lượng glucose trong máu tương quan với lượng đường trong tế bào nhờ hai hormone chính, đó là insulin và glucagon. Hormone insulin làm đường từ máu vào bên trong tế bào. Như thế, lượng đường trong máu giảm và glucagon làm tăng glucose trong máu, tức là đi tuyến đường ngược lại. Cả hai hormone này được sản xuất bởi một nhóm tế bào tuyến tụy gọi là tiểu đảo Langerhans, islets of Langerhans. Insulin được tiết ra từ các tế bào beta nằm ở trung tâm của các tiểu đảo và glucagon được tiết ra bởi tế bào alpha nằm ở vùng ngoại vi của các tiểu đảo Langerhans. Insulin làm giảm lượng glucose trong máu bằng cách gắn vào các thụ thể insulin gắn trên màng tế bào của các loại mô nhạy cảm với insulin như cơ bắp hay mô mỡ, muscle cells and adipose tissues. Xin lưu ý là đường glucose vượt qua hàng rào máu não và các mô não nhờ thụ thể GLUT1 không cần trợ giúp của insulin. Trở lại, các mô có thụ thể insulin khi được insulin gắn vào sẽ kích hoạt những túi vận chuyển vesicles có chứa các thụ thể protein vận chuyển glucose, glucose transporter. Bên trong các tế bào hòa vào màng tế bào tạo thêm nhiều kênh vận chuyển glucose vào bên trong tế bào. Glucagon kích hoạt quá trình ngược lại tại gan bằng cách phân đoạn polymer glycogen thành những đơn vị đường glucose tiết vào trong máu. Như thế, làm tăng lượng đường trong máu. Bệnh tiểu đường được chẩn đoán khi lượng đường trong máu trở nên quá cao. Gần 10% dân số thế giới mắc phải tình trạng này. Có hai loại bệnh tiểu đường, dạng 1 hay type 1 và dạng 2 tức là type 2. Và sự khác biệt chính giữa hai dạng này đó là các cơ chế nằm sau sự làm tăng lượng đường trong máu. Khoảng 10% người bị bệnh tiểu đường dạng 1 và số còn lại là 90% dân số bị tiểu đường dạng 2. Hãy bắt đầu lượt qua bệnh tiểu đường dạng 1, diabetes mellitus type 1. Đây là tình trạng cơ thể không sản xuất đủ insulin. Một trong những lý do chính gây ra bệnh tiểu đường dạng 1 là do phản ứng quá mẫn loại 4, hay còn được biết là phản ứng quá mẫn qua trung gian tế bào. Khi đó, các tế bào miễn dịch lympho T tấn công chính tuyến tụy của người bệnh. Xin lưu ý là tế bào T của hệ miễn dịch phản ứng với rất nhiều loại kháng nguyên, mà những kháng nguyên này thường là các peptide nhỏ, các loại polysaccharide hay lipid. Một số kháng nguyên lại là một phần của các tế bào hay mô của chính chúng ta. Nhưng tại sao các tế bào T này lại có thể tấn công các tế bào của chính chúng ta? Thực ra, trong quá trình sinh trưởng của các tế bào T trải qua quá trình chọn lọc tự dung nạp, gọi là self-tolerance. Tức là cơ thể sẽ loại bỏ các tế bào T có tính tự kháng. Trong bệnh tiểu đường dạng 1, đột biến gene gây ra sự bất thường trong quá trình gạn lọc này. Đặc biệt là các tế bào tự kháng nhắm vào mục tiêu là các kháng nguyên nằm trên các tế bào beta tiết insulin ở tuyến tụy. Các tế bào lympho T mất tính tự dung nạp, lại tuyển dụng và phối hợp với các tế bào miễn dịch khác tấn công vào các tế bào beta tại tuyến tụy. Một khi các tế bào beta bị tổn hại hay chết thì không thể tiết ra insulin nữa. Và khi insulin giảm thì quá trình nhập bào của đường glucose cũng giảm theo. Và như thế, glucose tích tụ lại bên trong máu, bởi vì nó không thể vào bên trong các tế bào nữa. Một gene rất quan trọng tham gia vào việc điều chỉnh phản ứng miễn dịch là hệ thống kháng nguyên bạch cầu của người, Human Leukocyte Antigen System, gọi tắt là HLA. Tuy được gọi là hệ thống, nhưng thực chất về cơ bản đây là một nhóm các gene nằm trên nhiễm sắc thể thứ 6 mã hóa các phức hợp tương thích mô chính, Major Histocompatibility Complex, gọi tắt là MHC. Đó là một loại protein rất quan trọng trong việc giúp hệ miễn dịch nhận ra các phân tử ngoại lai và duy trì tính tự dung nạp, self-tolerance. MHC kết hợp với các kháng nguyên bên trong tế bào có thể được xem như một cái khay dùng để trình diện các kháng nguyên tại màng cho các tế bào miễn dịch có thể tiếp cận. Điều đáng lưu ý là những người mắc bệnh tiểu đường dạng 1
thường có dạng gen HLA cụ thể giống nhau, gọi là HLA-DR3 và HLA-DR4, Human Leukocyte Antigen 3 and 4. Như thế, đầu mối về nguyên nhân gây bệnh tiểu đường dạng 1 có phải là hoàn toàn đúng không? Bởi vì không phải tất cả mọi người mang dạng gen di truyền HLA-DR3 hoặc HLA-DR4 đều mắc chứng bệnh tiểu đường. Vì thế, ở bệnh tiểu đường dạng 1, tế bào beta tuyến tụy thường bị tổn hại khi bệnh nhân còn trẻ tuổi. Nhưng đôi khi phải cần đến 90% các tế bào beta bị phá hủy trước khi chúng ta nhận ra triệu chứng hay là triệu chứng mới xuất hiện. 4 triệu chứng lâm sàng tiêu biểu của bệnh tiểu đường là tạp thực hay là đa thực, polyphagia, đường niệu, glucosuria, có nghĩa là có đường trong nước tiểu, đa niệu, polyuria, và thậm khát hay chứng khát nhiều, polydipsia. Hãy xét từng triệu chứng một. Mặc dù có đủ glucose trong máu, nhưng đường không thể vào trong tế bào, đặc biệt là các tế bào cơ vân, đó là tim và khung xương. Cho nên, tế bào luôn trong tình trạng đói năng lượng, và để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt năng lượng, mô mỡ, adipose tissues, bắt đầu tiêu thụ chất béo, dùng quá trình ly giải chất béo, lipolysis. Và các mô cơ cũng bắt đầu tiêu thụ protein. Cả hai cơ chế này gây kết quả là bệnh nhân giảm cân. Một khi bệnh tiểu đường vượt tầm kiểm soát, trạng thái cần năng lượng khiến người bệnh luôn cảm thấy đói và ăn nhiều. Và thuật ngữ ở đây gọi là tạp thực hay đa thực, polyphagia. Ở đây, phagia, tiếng Hy Lạp có nghĩa là ăn, poly có nghĩa là nhiều hay là rất nhiều. Bây giờ, khi nồng độ glucose cao trong máu và khi máu được lọc qua thận, một ít đường lọt vào nước tiểu gây ra tình trạng đường niệu hay có đường trong nước tiểu, glucosuria. Ở đây, glycose đề cập đến đường glucose và urea là niệu hay nước tiểu. Vì đường glucose ở dạng thẩm thấu tích cực, osmotically active. Như thế, nước có xu hướng đi theo hướng chuyển động của đường vào ống gót, dẫn đến sự gia tăng việc đi tiểu hoặc đa niệu. Ở đây, poly một lần nữa đề cập đến nhiều và urea tức là nước tiểu hay là niệu. Sau cùng, vì đi tiểu nhiều, người bị bệnh tiểu đường mất nước làm họ luôn thấy khát, gây tình trạng khát nước thái quá hay còn gọi là chứng thậm khát, polydipsia. Poly có nghĩa là nhiều và dipsia có nghĩa là khát hay là uống. Mặc dù người bị tiểu đường dạng 1 không thể tự sản xuất đủ insulin, nhưng cơ thể của họ vẫn còn có nhạy cảm kích thích bởi insulin. Vì vậy, liệu pháp là cần dùng insulin suốt đời để điều chỉnh nồng độ đường trong máu. Cơ bản là các phân tử insulin được tiết vào máu đi đến khắp nơi trong cơ thể và bám vào thụ thể insulin, insulin receptor, tại bề mặt các tế bào, gây ra chuỗi kích hoạt bên trong tế bào, tạo ra thụ thể chuyển tải glucose, glut 2, qua đó glucose đi vào trong tế bào. Cũng xin nói thêm là glucose còn có thể nhập vào qua cơ chế như khuếch tán có hỗ trợ, facilitated diffusion qua màng hồng cầu và cơ chế vận chuyển tích cực thứ yếu, secondary active transport, tại ruột non, tim, não hay thận. Một biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường dạng 1 được gọi là tình trạng tiểu đường acid keto, diabetic ketoacidosis, gọi tắt là DKA. Để hiểu điều này, chúng ta hãy quay trở lại quá trình phân giải chất béo, lipolysis. Ở đây, chất béo tổng hợp được phân thành các acid béo tự do. Sau đó, gan lại chuyển hóa acid béo tự do này thành các dạng hóa chất ketone hay thể ketone, chẳng hạn như acetoacetic acid và beta-hydrobutyric acid. Acetoacetic acid có nhóm hóa học ketone và nhóm kia là carboxylic acid. Mặt khác, beta-hydrobutyric acid tuy một phần nhóm keto bị khử oxy trở thành hydroxyl nhưng vẫn được cho là dạng ketoacid. Những thể ketone rất quan trọng vì chúng có thể được xem là năng lượng dùng bởi các tế bào, nhưng chúng cũng làm nồng độ axit trong máu tăng. Nói một cách khác là độ pH giảm. Vì vậy, tình trạng này gọi là ketone acid hay ketoacidosis. Nếu máu trở nên có tính axit, có thể gây nhiều ảnh hưởng quan trọng đến khắp cơ thể. Bệnh nhân có thể bị tình trạng hô hấp mệt nhọc, Kussmaul respiration. Đây là tình trạng hơi thở sâu và dùng sức nhiều, vì lúc này cơ chế điều tiết nội môi nhằm để giảm tính axit trong máu đang cố gắng đẩy carbon dioxide ra khỏi cơ thể. Các tế bào cũng có thụ thể vận chuyển transporter, C2,
trao đổi hydrogen ion, còn gọi là proton, và potassium. Khi máu trở nên có tính axit thì có nhiều proton đến các tế bào. Như vậy, khi tế bào trao đổi proton và potassium thì càng nhiều proton đi vào trong, khi đó potassium đi ra khỏi tế bào, nằm trong dịch ngoại bào, extracellular fluid. Một điểm cần lưu ý là ngoài việc kích hoạt hòa nhập các thụ thể CLUT vào màng tại các cơ vân để đưa glucose vào tế bào, insulin cũng kích thích các bơm sodium potassium dùng năng lượng ATP, sodium potassium ATPases, giúp potassium đi vào và sodium đi ra khỏi tế bào. Cho nên khi thiếu insulin, hầu hết potassium ions vẫn nằm lại dịch ngoại bào. Cả hai cơ chế sau dẫn đến nồng độ potassium tăng ở dịch ngoại bào và nhanh chóng đi vào mạch máu hay trong máu, và gây tình trạng tăng potassium trong máu, hyperkalemia. Potassium sau đó được bài tiết. Mặc dù nồng độ kali trong máu hay nồng độ potassium trong máu vẫn ở mức cao, nhưng tổng trữ lượng potassium trong cơ thể và bên trong tế bào dần dần thiếu hụt. Bệnh nhân cũng có một khoảng cách điện tích âm anion rất cao, phản ảnh qua sự khác biệt lớn giữa các ion âm và dương trong huyết thanh, chủ yếu là do sự tích tụ keto acid chứa nhiều điện tích dương, protons, loại tiểu đường ketone acid DKA, vẫn có thể xảy ra ngay cả cho những bệnh nhân đã được chẩn đoán và đang dùng liệu pháp insulin. Trong trạng thái căng thẳng hay bị áp lực như đang bị nhiễm trùng, cơ thể có thể tiết ra epinephrine, còn được biết là adrenaline, sau đó kích thích việc tiết ra hormone glucagon. Hormone này có tác dụng ngược với insulin là làm tăng lượng glucose trong máu. Quá nhiều glucagon trong máu làm nghiêng cán cân glucagon insulin về phía glucagon. Như thế, glucose trong máu tăng lên có thể dẫn đến một chuỗi sự kiện đã được mô tả là lượng glucose trong máu tăng quá cao, glucose thoát ra trong nước tiểu, tình trạng mất nước hay gây tình trạng cơ thể thiếu hụt nước. Đồng thời, năng lượng được dùng để thay thế glucose tạo ra sản phẩm phụ là các hóa chất ở thể ketone, gây tình trạng ketoacid, ketoacidosis. Điều có thể nhận ra là các thể ketone có thể thoái dáng thành chất acetone, dạng khí có thể thấm qua phổi và thở ra ngoài, làm cho hơi thở của bệnh nhân có mùi trái cây chín, fruity smell. Acetone cao cũng có thể gây triệu chứng như buồn nôn, nausea, ói mửa, vomiting, và nghiêm trọng hơn là làm thay đổi não trạng và phù não cấp tính acute cerebral edema. Xử lý tình trạng DKA bao gồm việc truyền hay uống nhiều nước, làm giảm tình trạng thiếu hụt nước, dehydration. Insulin giúp làm giảm lượng đường trong máu, và liệu pháp thay thế các chất điện giải như potassium, tất cả là để giúp đảo ngược tình trạng acid cao trong máu, acidosis. Bây giờ, chúng ta hãy đổi đề tài, bàn về bệnh tiểu đường loại 2. Đó là khi cơ thể vẫn có khả năng tạo ra insulin, nhưng các mô lại không có đáp ứng hữu hiệu hay mất tính nhạy cảm với insulin. Lý do chính xác tại sao các tế bào không đáp ứng hữu hiệu với insulin thì vẫn chưa được hiểu rõ. Trên cơ bản, lượng insulin vẫn tiết ra bình thường, nhưng các tế bào không được kích hoạt gắn các thụ thể vận chuyển glucose GLUT vào màng, làm glucose không có tuyến đường thích hợp đi vào bên trong tế bào, đặc biệt là các tế bào cơ khung xương và cơ tim. Do đó, các tế bào này ở tình trạng kháng insulin, insulin resistance. Một số yếu tố nguy cơ gây tình trạng kháng insulin bao gồm béo phì, obesity, hay thiếu vận động hay ít vận động, lack of exercise, và cao huyết áp, hypertension. Và những cơ chế chính xác gây tình trạng kháng insulin vẫn đang được tích cực nghiên cứu. Ví dụ, những mô mỡ hay chất béo dư thừa được cho là gây ra việc phóng thích nhiều axit béo tự do, free fatty acids, thuật ngữ là hoạt chất mỡ adipokines. Đây là những phân tử làm tín hiệu gây viêm, có lẽ cũng liên quan đến tình trạng kháng insulin. Tuy nhiên, nhiều người bị béo phì vẫn không bị tiểu đường, vậy thì giải thích như thế nào? Có lẽ yếu tố di truyền cũng có thể đóng góp một vai trò quan trọng. Chúng ta thấy điều này qua các nghiên cứu trẻ em song sinh. Nếu một trong cặp song sinh đơn noãn, tức là cùng một trứng, monozygotic twins, mắc bệnh tiểu đường, thì người song sinh kia cũng có nguy cơ rất cao
mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoàn toàn thì không phụ thuộc vào yếu tố nguy cơ về môi trường. Trong bệnh tiểu đường dạng 2, bởi vì các mô không đáp ứng hữu hiệu với mức insulin ở mức bình thường, làm cơ thể tiếp tục sản xuất nhiều insulin hơn để đạt được các tác dụng tương tự gián tiếp di chuyển glucose ra khỏi máu vào trong tế bào. Để làm điều này, cơ thể tăng sản tế bào beta tiết insulin ở tuyến tụy hyperplasia, tức là tăng số lượng tế bào beta tiết insulin ở tuyến tụy và cũng gây nên tình trạng phì đại tế bào beta hypertrophy, tức là phát triển về kích thước, tất cả là dồn nỗ lực để tiết ra thêm nhiều insulin. Cơ chế bù trừ thích ứng này là mức insulin cao hơn bình thường trong máu. Để duy trì nồng độ insulin trong máu ở mức bình thường, normal glycemia, nhưng cũng chỉ được một thời gian. Cùng với insulin, các tế bào beta cũng tiết ra amylin. Đó là một chuỗi peptide amyloid tiểu đạo. Như vậy, trong khi các tế bào beta đang sản xuất lượng cao insulin, chúng cũng tiết ra một lượng cao amylin. Theo thời gian, amylin tích lũy trong các tế bào tiểu đạo tuyến tụy. Như vậy, cơ chế bù đắp thích ứng của tế bào beta thì không bền. Qua thời gian, các tế bào beta vận hành tối đa, cực độ đến lúc cạn kiệt và trở nên bị rối loạn và teo lại, hypertrophy, giảm sản, hyperplasia và chết. Và khi các tế bào beta chết dần thì mức độ tiết insulin giảm theo, dẫn đến nồng độ glucose trong máu bắt đầu tăng lên và bệnh nhân phát triển tăng đường huyết, hyperglycemia, dẫn đến triệu chứng lâm sàng tương tự như đã đề cập trước đây, như đa thực hay tạp thực, polyphagia, đường niệu, glycosuria, đa niệu polyuria và thậm khát polydipsia, tức là uống nhiều. Nhưng không giống như bệnh tiểu đường dạng 1, tiểu đường dạng 2, insulin vẫn có trong máu do tế bào beta đang cố gắng để bù đắp cho tình trạng kháng insulin ở các tế bào. Điều này có nghĩa là có sự cân bằng insulin và glucagon, nên thường thì không gây ra tình trạng ketone acid, ketoacidosis. Tuy vậy, một biến chứng phổ biến gọi là tình trạng tăng đường huyết do độ thẩm thấu osmo cao, hyperosmolar hyperglycemic, gọi tắt là HHS, thường thì xảy ra khi mắc bệnh tiểu đường dạng 2 hơn là dạng 1. Và tình trạng tăng độ thẩm thấu osmo huyết tương do tình trạng mất nước làm máu đậm đặc hơn. Để lý giải thêm về điều này, nhớ rằng glucose là một phân tử phân cực polar molecule hòa tan trong nước nhưng không thể khuếch tán một cách thụ động qua màng tế bào. Vì vậy, khi nồng độ glucose tăng rất cao trong máu, có nghĩa là tình trạng thẩm thấu osmo cao hơn của máu so với bên trong tế bào. Cho nên, nước bắt đầu rời khỏi tế bào và nhập vào trong các mạch máu, khiến các tế bào tương đối bị khô và teo lại, thay vì phồng ra và tròn trịa. Các mạch máu có thêm đầy nước dẫn đến đi tiểu nhiều hơn và làm tổng lượng nước trong cơ thể giảm. Và đây là một tình trạng nghiêm trọng do tế bào mất nước và đặc biệt là tế bào não. Tác động đến não thì có thể gây ra một số những chuyển biến về tâm thần, mental status changes. Trong tình trạng độ thẩm thấu osmo cao và đường máu cao, HHS, bạn có thể gặp một tình trạng ketone và tính acid trong máu tăng lên nhẹ nhẹ, nhưng không đến mức cao như trong bệnh tiểu đường ketoacid. Và DKA đôi khi cũng gây thẩm thấu osmo cao. Do đó, các triệu chứng của hai hội chứng này đôi khi cũng giống nhau. Ngoài bệnh tiểu đường dạng 1 và dạng 2, có một vài loại bệnh tiểu đường phân loại phụ. Tiểu đường thai nghén, gestational diabetes, là khi phụ nữ mang thai có nồng độ đường trong máu cao, thường là ở quý 3 thai kỳ, third trimester. Mặc dù nguyên nhân chính vẫn chưa rõ, nhưng người ta cho rằng nguyên nhân có liên quan đến hormone trong thời kỳ mang thai, gây trở ngại cho hoạt động của insulin gắn kết vào các thụ thể insulin. Ngoài ra, đôi khi phát triển bệnh tiểu đường do tác dụng phụ khi dùng thuốc có xu hướng làm tăng mức glucose trong máu. Người ta cho rằng cả hai cơ chế kể trên có liên quan đến tình trạng kháng insulin như tiểu đường loại 2, thay vì do một sự hủy hoại qua quá trình tự miễn như trong bệnh tiểu đường loại 1. Việc chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 1 hoặc 2 được thực hiện để xem xét mức glucose trong máu và Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra tiêu chuẩn cụ thể để chúng ta sử dụng. Một thử nghiệm rất phổ biến là thử nghiệm đường huyết
thực hiện lúc nhịn ăn, fasting glucose test trong vòng 8 giờ đồng hồ, chỉ dùng nước khi cần, và lượng đường huyết lúc nhịn ăn được xác định là ở khoảng 110mg đến 125mg trên mỗi decilit là mức tiền tiểu đường pre-diabetes, và 126mg trên decilit trở lên là mức cho là có bệnh tiểu đường. Xét nghiệm glucose mà không nhịn ăn, hoặc còn được gọi là xét nghiệm đường huyết ngẫu nhiên, có thể được thực hiện bất cứ lúc nào với khoảng 200mg trên 1 decilit hoặc cao hơn. Đó là tín hiệu báo động về bệnh tiểu đường. Một xét nghiệm khác được gọi là khả năng dung nạp glucose qua đường uống, qua đường miệng, oral glucose tolerance. Lúc này, một lượng glucose được uống vào, sau đó các mẩu máu được rút ra trong khoảng thời gian định kỳ để xem xét lượng đường trong máu giảm trong một khoảng thời gian, quan trọng nhất là 2 giờ sau khi uống một lượng glucose. Ở mức 140 đến 199mg trên decilit được gọi là tiền tiểu đường pre-diabetes, và mức 200mg trên 1 decilit trở lên thì được gọi là mắc bệnh tiểu đường. Một điều cần biết là khi lượng đường trong máu tăng, glucose cũng có thể bám vào các protein trôi nổi xung quanh trong máu hoặc trong các tế bào. Vì vậy, có một loại thử nghiệm có thể được thực hiện, đó là xét nghiệm hemoglobin A1C. Ở đây tỷ lệ hemoglobin trong hồng cầu có gắn glucose vào thì gọi là dạng hemoglobin bám nhóm glucose, glycosylated hemoglobin. Đến mức HB hemoglobin A1C ở khoảng 5,7 đến 6,4 được cho là mức tiền tiểu đường, và 6,5% hoặc cao hơn chỉ mức có bệnh tiểu đường. Tỷ lệ hemoglobin gắn gốc glucose, glycosylated hemoglobin, thường thì không thay đổi mỗi ngày. Vì vậy, nó cho ta một chỉ dấu về lượng đường trong máu trong khoảng 2-3 tháng trước khi thử nghiệm. Theo thời gian, nồng độ đường trong máu cao có thể gây tổn hại đến các mạch máu nhỏ, microvasculature, trong các tiểu động mạch, một quá trình gọi là arteriosclerosis, nơi các bức tường của động mạch phát triển tích lũy các chất hyaline, những tích tụ do các protein này làm thành mạch xơ cứng. Tại các mao mạch, màng đáy còn được gọi là màng nền, basement membrane, trở nên dày và cản trở sự di chuyển oxy đi qua mao mạch đến các mô, gây tình trạng thiếu oxy ở mô, hypoxia. Một trong những hậu quả quan trọng nhất là bệnh tiểu đường làm tăng nguy cơ tổn thương thành các động mạch cỡ vừa và lớn, và dẫn đến xơ vữa động mạch atherosclerosis, sau đó dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Đây là những nguyên nhân chính của bệnh tật và tử vong ở những bệnh nhân bị tiểu đường. Ở mắt, bệnh tiểu đường có thể gây bệnh võng mạc, retinopathy. Qua xét nghiệm soi đáy mắt, fundoscopic exam, có thể thấy các điểm có hình tròn như cuộn bông hoặc những tia xuất huyết, flare, hemorrhage, và cuối cùng có thể gây mù lòa. Tại thận, các tiểu động mạch hướng tâm và ly tâm, và ngay tại các tiểu cầu thận, glomerulus, có thể bị tổn thương, dẫn đến hội chứng nhược thận, nephrotic syndrome, làm giảm khả năng thận lọc máu, và cuối cùng có thể dẫn đến phải điều trị qua phương pháp thẩm tách máu, dialysis. Bệnh tiểu đường cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng của dây thần kinh ngoại vi, gây ra các triệu chứng như giảm cảm giác, hay bị tê, hay như bị kim châm ở ngón tay và ngón chân, đôi khi được gọi là phân phối bó tay cột chân, và cũng gây rối loạn chức năng của hệ thần kinh tự chủ hay tự quản. Và hệ thống này điều khiển một số chức năng của cơ thể, tất cả từ thoát mồ hôi đến thoát khí qua đường hậu môn. Cuối cùng, khi nguồn cung cấp máu giảm và bị tổn thương dây thần kinh, cả hai có thể dẫn đến viêm loét, ulcers, thường là tại chân, rất khó lành. Một khi trở nên nghiêm trọng, cần phải cắt cụt. Đây là một vài biến chứng bệnh tiểu đường không kiểm soát được. Vì vậy, điều tối quan trọng là ngăn ngừa, chẩn đoán và kiểm soát bệnh tiểu đường qua một lối sống lành mạnh, dùng thuốc để giảm tình trạng kháng insulin, và phải điều trị bằng insulin một khi các tế bào beta cạn kiệt insulin. Trong thực tế, nhiều người bị tiểu đường có thể kiểm soát mức đường huyết một cách hiệu quả và có thể duy trì mức sinh hoạt bình thường
mà không gặp bất kỳ một sự trở ngại hoặc biến chứng nào.